làm được. Sau này là test dexamethasone qua đêm, qua đêm, và cuối cùng từ số 5 đấy là biết được các cái phương pháp điều trị. Chúng có quay không? Có. Bạn nào học về hôm nay Việt Nội, nhưng bạn nào học về ngoại khoa trong khi lại quen với ngoại hơn, ở lâu này bản chất là nhà ngoại khoa, là người đã sáng tạo rất nhiều các thiết bị mổ. Thì ông khi mà ông mổ xác những cái bệnh nhân thì mà sau này có một hội chứng mang tên đó là những cái người nghi ngờ hay thay đổi như thế, hoặc là gia đình có những cái u bội tử thận, người ta gọi là hội chứng cất sinh. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái yếu hội chứng cơ sinh là cái gì. Thì chúng ta nhớ là đái tháo đường tức là tăng đường huyết mãn tính, thì cơ sinh cũng là tăng glucocorticoid mãn tính, nó kéo dài nó nhất thời hay không. Đường huyết cũng vậy, nó tăng đường huyết nhất thời do stress hoặc là do dùng corticoid cái gì đấy thì không, thì tăng huyết mãn tính thì đây cũng thế, tăng glucocorticoid kéo dài. Nhưng mà đái tháo đường thì chắc chắn là phần lớn là do nguyên nhân ở bên trong rồi. Thì hội chứng cơ sinh nó khác cái là có thể do nguyên nhân nội sinh hoặc nguyên nhân ngoại sinh, và tỷ lệ trong cái phần chúng ta sẽ chia phân chia, chúng ta sẽ nhớ rất là rõ. Thì chúng ta là cái sơ đồ bên này các bạn đã nhớ rất là rõ rồi, đã biết rất là rõ rồi. Thì cái mấu chốt của nó là tăng glucocorticoid. Đấy, glucocorticoid gồm có cái gì? Cái mà chúng ta thường đi xét nghiệm là cortisol này, nhưng nó còn có cortisol và corticosteroid. Nên cái cortisol này là chiếm 95% của tổng hợp tính. Nên cái chúng ta xét nghiệm nó có tính đại diện và có thể là tương đối là chính xác. Thế thì corticosteroids thì nó là, chúng ta thấy corticosteroids có nghĩa là hormone chuyển hóa, hoặc là glucocorticoid là hormone chuyển hóa đường. Thế còn mineralocorticoid tức là hormone chuyển hóa muối nước. Nhưng mà người ta còn gọi nó là các stress hormone, thì nó được đáp ứng khi mà có các stress. Mà chính cái chuyện hạ đường nước của chúng ta cũng là một stress. Thế là khi bệnh nhân bị hạ đường huyết thì cortisol máu cũng có thể tăng lên đấy. Thì tác dụng chính của nó đây chúng ta thấy là cái gì, bên cạnh là chuyển hóa carbon hydrate thì nó còn có tác dụng ở trên tim mạch và một cái tác dụng nữa mà nó lại chính là gây ra khốn khổ cho các bác sĩ của chúng ta, chính là cái chuyện là tác dụng trên miễn dịch, giảm viêm và làm giảm hơn miễn dịch. Chính vì nó làm giảm viêm, giảm hơn miễn dịch này, người ta mới tổng hợp ra corticoid, đúng không, cái viêm. Và người ta sử dụng thì tốt quá, thuốc chưa bách bệnh. Bạn thấy toàn những bệnh nani nghe này, COPD này, thoái khớp này, viêm da này, dị ứng này, rồi cho đến cả ghép thận, đúng không, đều dùng có quý, điều gì đâu, đúng không nhá. Nên là chúng ta thấy là chính vì vậy nên là mới hiểu là tại sao là nguyên nhân gây ra hội chứng cơ sinh phổ biến nhất là hội chứng cơ sinh của thuốc chúng ta nên lạm dụng. Người ta ước tính là 40% dân số trên thế giới đôi lúc nào đó có tình trạng lạm dụng corticoid. Dân số thế giới bây giờ là mấy tỷ ạ? 7 tỷ 6, 7 tỷ rưỡi. Tức là trên thế giới có 3 tỷ người đang lạm dụng corticoid. Một con số rất là lớn, rất là lớn. Và các bạn cũng sẽ hiểu rằng là tại sao các bệnh nhân dùng corticoid thì nó lại hay bị hội chứng cơ sinh, hay bị suy thận. Bởi vì một câu mà tôi đã chữa và lấy tiền mà không bao giờ tôi cho bệnh nhân uống như glucocorticoid để chữa thoái hóa khớp và chữa băng xương đâu, tôi phải cho dexamethasone hoặc tôi phải cho methylprednisolone, tức là mấy cái loại corticoid mà hoạt lực nó mạnh ấy, đúng không ạ? Giống như cái đái đường mà bảo bố nó dùng cái thuốc nó tốt, chúng ta phải cho suliria là thuốc nó tốt, tức là nó làm giảm được đường huyết nhiều. Thì bây giờ tôi muốn là một bệnh nhân mà đến, các bạn xem mà thấy bệnh nhân mà vào gặp tay gặp bác sĩ dị ứng mà cho là thì bao giờ phải lên rôm methylprednisolone hoặc dexamethasone, không ai cho dùng hydrocortisone hoặc prednisolone cả đâu, hiếm lắm. Dùng cái loại hạt lực mạnh dùng cho phải thấy nó đỡ ngay đấy. Nhưng mà vì dùng cái hạt lực mạnh thấy đồng những chuyện nó lại ức chế được thận nhiều, cũng gây ra cái thận nhiều, đúng không? Thế thì nguyên nhân là cái gì? Thế thì hội chứng cơ sinh là thuốc, và bây giờ đấy là ngoại sinh. Nội sinh thì có cái gì? Tức là phổ biến nhất 70% là ung tuyến yên, đúng không ạ? Sau đó là đến ung tuyến thượng thận, một bên hoặc hai bên, thường là một bên. Và cái cuối cùng đấy là cái gì? Là những cái u bội tiết axit hát ngoại lai hoặc là u tiết CRH ngoại lai thì chúng ta sẽ đề cập đến. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có một bệnh nhân nữ 35 tuổi, triệu chứng đây trông như này thấy có điển hình không?
Tay vẫn to. Giống. Đấy có bụng vỡ này, béo bụng này, đúng không? Mặt thì tròn này, thì có trứng cá này, lông tóc bóng hoặc rất là thấp này, để đi thêm gáy rồi, tóc mai này, rất là thấp này, rất là thấp. Đây những triệu chứng như này chúng ta thấy có rõ không? Có rõ, có rõ. Nhưng mà rõ này có nghĩa là gì? Quá muộn, quá muộn. Nhưng mà ngay cả rõ như thế này vẫn có người không được chẩn đoán ra. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái người mà sống các bệnh nhân ấy, thì các cái cơ sinh hoặc là trong các bệnh nhân mà bị to đầu chi ấy, thì triệu chứng nó diễn tiến rất dần dần, chậm chạp, mỗi ngày thay đổi một tí trên mắt mình được quay. Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Có cái bệnh nhân mà tôi khám thì tôi khám đai đường, tôi bảo chắc là anh bị to đầu chi rồi, anh phải đi chụp cho tôi cái tuyến yên. Tôi chụp về coi như gặp tôi, nhưng tôn mình như là ông thánh của sao bác sĩ giỏi thế. Bác sĩ nhìn em cái bác sĩ biết ngay em có cái u ở trong đầu, đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cái to đầu chi nó rõ quá rồi, nhưng mà hỏi ở nhà không ai biết ta cả. Nhiều bà xong còn bắt đền ông chồng bảo ngày xưa là tôi sinh nhất xã ấy, bây giờ cũng coi như là không phát hiện ra, để tôi đến bây giờ coi như là xấu nhất xã. Và người khi giận mình lên đến năm chạy là bệnh nhân thứ hai, bệnh nhân nữ lại thấy không ông đàn ông ở giữa tội phong ấy, vì bệnh nhân này là to đầu chi trong thời gian tới nhé. Các bạn nhớ rằng như này thì triệu chứng lâm sàng rất nhiều, nhưng mà luôn đây là bác sĩ luôn luôn đi bổ muộn quá, nhiều biến chứng. Thế thì muộn quá thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Bây giờ thì chất sinh thì chúng ta thấy thông thường nó sẽ làm tăng mắc các bệnh, tức là thực chất là các tác dụng phụ của chuyện COVID nó tăng lên, và chúng ta có thể hoàn toàn dựa được trên tác dụng phụ bạn là học dược lý, tác dụng phụ của nguyên cố COVID chúng ta thấy loãng xương này, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu này, rách dạ dày này, đúng không? Rối loạn tâm thần này, tăng huyết áp này, rất nhiều thứ, đúng không? Rồi đương nhiên giảm chất lượng cuộc sống này, đúng không? Và dẫn đến là tăng nguy cơ tử vong. Tử vong do nguyên nhân gì? Là nhìn thấy đây, có thể nhiễm trùng này, rối loạn nhịp tim này, rồi thì nó bạc như vậy, thể u, rồi thì loãng xương, chạy vỡ sống, rất nhiều. Mà chủ yếu là chết, là không nhịp tim mạnh, suy tim, hoặc là bệnh mạch vành, là như não, đứng chết trong một ngày, hậu quả của đái tháo đường và huyết áp cộng với lại thế thì bây giờ đứng trước một bệnh nhân như thế, chúng ta sẽ phải trả lời những câu hỏi dễ trước đã. Bệnh nhân đến với chúng ta là có kiểu gì cơ sinh, nghi ngờ cơ sinh. Thế thì bây giờ chúng ta phải xem xét là có cơ sinh thực sự hay không, hay là giả cơ sinh. Tức là bệnh nhân trông thì có vẻ như cơ sinh, nhưng mà không phải là không chỉ bao giờ, hay là cái khác là có khi do máu của bệnh nhân không bao giờ tăng cả. Những trường đó người ta gọi là giảm cơ sinh. Đấy là trường nào? Béo phì này. Các bệnh nhân thì có chứng bụng trứng đa nang. Có chứng bụng trứng đa nang cũng có béo, cũng mỏng ria, cũng có tăng huyết áp, cũng có đái tháo đường, cũng có tăng cân, đúng không ạ? Cũng có trứng cá, không giống. Đấy cũng hay gặp ở phụ nữ. Đó. Thế còn bây giờ cấp sinh, dù là nội sinh, tức là do ung tiên thật, hay là ngoại sinh do thuốc. Ngoại sinh do thuốc cũng thực chất là cái chuyện là dùng cái liều corticoid liều cao quá. Bởi vì corticoid liều cao quá không gây ra biến đổi thể hình. Còn trong giả cấp sinh này, là trường hợp mà bệnh nhân có thay đổi hình thể, nhưng mà cái thay đổi hình thể đó không phải do tăng cortisol trong máu. Còn những trường cấp sinh thực sự này ấy, có thể là tăng cơ sinh, gọi là tăng cortisol ngoại sinh hoặc nội sinh đều là có một thời gian đồng thời cung cấp quý cũng có thể có nhiều tăng cao quá trong thời gian tới. Thêm cái sơ đồ chúng ta sẽ phải đi. Thế thì bây giờ cách thức làm như nào? Chúng ta sẽ phải loại trừ trường hợp trước. Bởi vì tại sao thì chúng ta thấy là nếu như tiền sử dụng, nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó cho đến khi chúng ta phải rửa xét nghiệm. Còn lâm sàng thì nó cũng xin xin nhau, có những cái nó giống giống nhau nhưng mà xin xin nhau, chúng ta sẽ phải rửa xét nghiệm. Thế thì ở bệnh nhân này chúng ta thấy là không khai thác được tiền sử dụng corticoid, hoàn toàn không thấy. Nhưng mà rất khó các bạn, rất khó. Cái chuyện dùng corticoid nhiều bệnh nhân người ta không khai, không khai. Đấy. Và dùng corticoid người ta không để ý,
nó rất nhiều. Chúng tôi gặp đủ các đại nhân, thậm chí có một giáo sư đầu ngành về tai mũi họng của chúng ta vì viêm xoang xịt thuốc mũi mà sau đó còn để bị cướp sinh vào trong trường tập sốc nhiễm trùng và cấp cứu, thì thầy đấy được rất là khó. Ngày qua tôi ngồi ở phòng bánh có một cô bé sinh năm 1987 rất là xinh, rất xinh. Đến thì bác sĩ sản khoa nói đến là bây giờ chỉ có vấn đề là em bị cái mặt nó cứ nặng nặng, thế bảo có dùng thuốc thì không khai nhất, tức là không dùng bất cứ một cái gì cả. Thế bây giờ mặt nặng thì mà bây giờ trông nó xinh như thế, thế nhưng mà lại kết hợp với cái chuyện là cách đây 3 tháng thì có bị hỏng thai và có thuốc thai. Thế bảo có dùng thuốc thì không, phải em chỉ dùng mấy thuốc mấy thai không thôi. Bây giờ cứ chê là cái mặt nó tròn tròn, nó nặng, đi đâu rất là gọi là mất tự tin. Thế thì mình nghĩ là có thể là dùng thuốc tiêu hủy rồi, thế nhưng làm xét nghiệm tất nhiên là còn có thể suy giác gì nữa vì là mấy tháng nay mất kinh, thế thì cái đâu hay là suy tuyến yên gì nữa, đúng không? Thế nhưng mà bảo suy tuyến yên thì không thể nào mà lại thừa chỉ đến một thiếu cortisone mà lại mặt tròn này được. Thế tóm lại là xét nghiệm thì thấy cortisone có bình thường là bằng bao nhiêu ạ? 120 đến khoảng 600, thế xét nghiệm đây là 1,4, 1,54. Thế thì chắc chắn là suy thượng thận. Và suy thượng thận là thấy có triệu chứng của thừa thượng thận, thừa cortisone thì chứng tỏ là do thuốc rồi. Nhưng mà khai thác đến ngày hôm nay vẫn không thấy rõ. Thế thì bắt đầu tôi bảo là thôi bây giờ em có suy thận rồi thì bây giờ để khẳng định nữa thì bên hôm qua chỉ làm với cortisone thì anh sẽ cho làm thêm ACTH, đúng không? Để xem thì như thế nào, hay là tách sinapen, tách gì đó đây, tức là tiêm ACTH thì thấy là có lẽ nó phải sau, nếu người bình thường có thể lên được trên 530 thì cô này lên sau 3 phút lên được 29, sau 1 tiếng lên được 54, và ACTH bình thường từ 7 đến 60 thì cô này được 24 thì chứng tỏ là có tình trạng ức chế ở trên này, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta thấy là cortisone máu thấp, ACTH máu thấp thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là cái gì? Là bệnh nhân dùng corticoid ở bên ngoài vào, sau đó là gây ra suy thận. Rồi vì corticoid ở bên ngoài vào thế là nó sẽ ức chế tuyến yên, thế là ACTH của bệnh nhân thấp, cortisone máu cũng thấp thì bây giờ bệnh nhân không dùng corticoid nữa. Khả năng thứ hai là bệnh nhân bị suy tuyến yên vì bệnh nhân lại đang có cả mất kinh 3 tháng nay nữa. Nhưng mà nếu có suy tuyến yên như thế thì không thể nào giải thích được cái chuyện là bệnh nhân mặt lại tròn lại nặng ra. Sự tiến giáp thì lại bình thường. Thế thì chắc chắn là bây giờ đến ngày hôm nay vẫn và nói là thế, sau đấy là giờ đã nghi ngờ một chút nữa là cái gì? Là bảo cách đây khoảng độ mấy tháng. Nếu bây giờ chúng ta thấy tưởng tượng tức là bây giờ đã suy thượng thận đến mức mà dùng test ức chế ACTH mà không lên được, ACTH thấp chứng tỏ là bệnh nhân bị ca lâu rồi. Nhưng mà mới dùng khoảng 1-2 tuần nay thì không phải rồi. Thế thì hỏi là chỉ có em dùng thuốc chống béo, nhưng mà giờ được 2 ngày thì chồng cũng vứt đi. Thế là chống béo thì là nghe là hơi phi lý, tức là nếu mà có cái vào nó lại tăng cân. Thế nhưng mà thực tế chúng tôi lại gặp khá nhiều bệnh nhân như thế, người ta lại cho dùng corticoid. Vì những người người ta chả hiểu cái gì, người ta thấy như là thật hiểu thì nó khó mà ra. Thì đấy, thế bệnh nhân đấy là một cái bệnh nhân là cái gì? Mặt trông thì vẫn chưa lấy nhắn tin cho tôi là em là thế này thế kia, em tóm lại một đồng chí quan chức rất là to của y tế, chiều anh em sẽ gọi điện cho anh, bây giờ anh cho em cái gì để em có thể cái gì để giảm cái phù đi, không thì em mất tự tin lắm. Mình vẫn động viên bảo không, trông vẫn xinh lắm, xinh thật và xinh lắm, bây giờ tôi đi tập gym những thứ gì đi để trong nếu mà nó đang dính nước lại thì tập cũng có thứ nó sẽ ép nó mất nước mà hy vọng nó đỡ. Nhưng mà bây giờ cho mình những lời kiểu thì là rất là phi thực tế. Nhưng bệnh nhân uống lâu rồi. Đấy, thầy chỉ nói là trường hợp đấy như vậy 99% là suy thận có thuốc, là cơ sở nhiều thuốc rồi. Nhưng mà tìm được nguyên nhân vẫn chưa, phải giờ để mang hết thuốc này tất tật các thứ. Có cái gì sổ tạ cần hết đây để xem. Kiểu ca viêm. Có rất nhiều người là gì? Thỉnh thoảng ra rồi đến bên đâu cũng xịt nhát. Đâu có ai để ý. Có người ta để ý đấy là em dùng thuốc gì đâu. Đúng không? Nha. Vậy thì bệnh nhân này cũng có lại là không nghĩ đến cơ sinh do thuốc. Nhưng mà đây gọi là chúng ta không nghĩ thôi. Thế còn nếu mà để chắc chắn chúng ta vẫn phải làm xét nghiệm cortisone, đúng không? Vì nếu là cơ sinh do thuốc thì thông thường là đã đến mức dùng như thế thì kiểu thì bệnh nhân có suy thượng thận rồi. Cho nên là chúng ta làm nếu cơ sinh do thuốc thì cortisone máu sẽ thấp và chúng ta có thể loại trừ được. Nhưng mà lâm sàng chúng ta cũng có thể loại trừ được rồi. Đấy, với đặc biệt đây ta đã loại trừ loại sinh rồi bằng hỏi lâm sàng. Chúng ta đã có thể loại trừ được. Trước khi chúng ta làm xét nghiệm, tất nhiên sau một xét nghiệm chúng ta sẽ khẳng định thêm. Thế bây giờ mình chúng ta xem xét là vậy thì có phải là giả cơ sinh như không? Giả cơ sinh như hai khả năng,
tức là hội chứng của chúng ta đang nhiều nhất, hoặc là hội chứng chuyển hóa, thì nó có một số cái đặc biệt khác nhau về lâm sàng và có thể sẽ nghiệm nhưng mà vẫn phải làm test. Và ở đây test chúng ta chủ yếu là làm test đánh giá của chụp phản hồi cái liền tự thật. Vì nếu như là những trường này thì cái chụp phản hồi cái liền tự thật người ta chưa được giảm gọi là giảm cơ sinh thì chắc chắn là nó vẫn bình thường, đúng không? Nhưng nếu mà mình cơ sinh được thì nó sẽ khác. Đấy. Đây là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể phân biệt thêm. Thế thì cái đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đấy là cortisol máu, có thể làm buổi sáng và buổi tối để thứ nhất là chúng ta loại trừ trường hợp cất sinh giống thuốc đi, cái thứ hai là chúng ta làm buổi sáng và buổi tối. Thì nếu như là các những bệnh nhân mà hội chứng đa nang hoặc hội chứng chuyển hóa, cortisol buổi sáng nó có thể hơi cao một tí nhưng mà vẫn còn nhịp ngày đêm. Nhưng mà các bệnh nhân mà bị cất sinh thực sự vệ sinh thì thông thường là vẫn nhịp ngày đêm. Đấy, vẫn nhịp ngày đêm nhá. Và chính ra nhất chúng ta phải biết là nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là cái gì, đây là cortisol ở người bình thường, còn đây là của cơ sinh. Đây chúng ta thấy là nó sẽ cơ sinh cao về buổi sáng, thấp về buổi tối. Nhưng ở một bệnh nhân cơ sinh thực sự chúng ta sẽ thấy là cái gì, nhưng quan trọng nữa nhìn đây chúng ta sẽ thấy là cái gì, là cortisol nó dao động rất nhiều. Đây buổi sáng có thể là đây, cũng có thể là đây, đúng không? Buổi tối, buổi chiều đây chúng ta có thể thấy đây là thấp, có thể thấy là cao. Hay nói cách khác là cortisol máu rất dao động và không tin cậy nào. Thế nên là cũng giống như là bạn chẩn đoán người viên cũng chỉ cần biết các cholamin trong máu không tin cậy nào, dao động rất là nhiều và chúng ta phải chờ cái nồng độ trong nước tiểu thì nó sẽ tin cậy hơn. Tức là gì? Anh nếu mà cao thì sẽ phát ra nước tiểu nhiều, để lấy cho các bây giờ thì nó sẽ chính xác hơn là lấy ở một thời điểm, đúng không ạ? Yeah. Tôi nghĩ chẳng phải cortisol, đúng không? Chúng ta tính khí, chúng ta sẽ tắm nắng chiều mưa, chưa lại nắng chẳng hạn, mình giận dữ dối suốt ngày, thay đổi. Yeah. Và nhìn kỹ hơn chúng ta thấy cái gì? ACTH cũng vậy. ACTH cũng vậy. Thế cho nên là nhiều khi các bạn bảo bây giờ nếu mà bây giờ đang nghi ngờ cất sinh thực sự hay không, em làm cortisol em làm cả ACTH thì ACTH nó mới có giá trị gợi ý cả. Nếu mà cortisol máu cao mà ACTH cao thì nghĩ đến nguyên nhân ở trên tuyến yên, đúng không? Còn nếu mà cortisol máu cao mà ACTH thấp, em lại nghĩ đến nguyên nhân là tại ung thư thận, nó tăng cái cortisol nó ức chế lên. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy thì ACTH này có độ tin cậy được không? Tin cậy không? Cũng không. Ở đây chúng ta cũng thấy này, cả các vấn đề bên này rất thất thường, thì ACTH cũng không phải cái tin cậy lắm đâu. Nha, tôi nghĩ là khi mình có một đôi ACTH chỉ có giá trị gợi ý. Chính vì vậy chúng ta phải làm nghiệm pháp để xem cái số một đi ngang qua đêm. Cái test này phải coi là test sàng lọc. Test sàng lọc. Và cho bệnh nhân uống 2 viên để xem cái số không phải 50 gram đến 2-3 giờ. 8 giờ sáng sau lấy cortisol máu làm xét nghiệm. Nếu cortisol máu giảm dưới 50 mmol trên lít thì chắc chắn là trục dưới nổi điên bình thường, thực thật bình thường, nhưng không phải bị cất sinh. Yeah. Còn nếu như là 8 sáng sau mà cortisol máu của nhân trên 50 thì nhiều khả năng là nhân có cất sinh. Cất sinh thực sự đấy, cất sinh thực sự đấy. Yeah. Thì cái này độ nhạy của nó rất là cao nhưng độ đặc hiệu là thấp. Tức là nếu bệnh nhân mà có cơ sinh thực sự chắc chắn là không ức chế được, có hiểu không? Nhưng mà không ức chế được thì ngoài cơ sinh ra có thể có nguyên nhân khác nữa. Đấy là cái gì? Ví dụ như béo, như uống rượu, như bị trầm cảm, như dùng thuốc tránh thai. Đó. Tức là độ nhạy thì cao, độ đặc hiệu thì thấp. Nó giống như sinh ra OMP trong các bệnh nhân suy tim, độ nhạy rất là cao. Tức là nếu là có suy tim thì kiểu gì protein cũng cao, nhưng protein cao chưa chắc đã là suy tim. Thì cái test này cũng thế nhá. Nếu mà có cơ sinh chắc chắn là sẽ không chế được, nhưng không chế được thì ngoài cơ sinh còn có các nguyên nhân khác, đó là cái nó không cao, đúng không nhá? Thế thì trong trường đó nếu mà chúng ta làm cái này rồi chúng ta chỉ biết nghĩ đến cơ sinh nhưng mà nó chưa chắc lắm,
thì chúng ta mới làm tiếp cái liệu pháp về cellulose liều thấp, tức là vẫn là 0,5mg nhưng mà uống 6 giờ một viên trong 48 giờ nhá. Và sau 48 giờ chúng ta lấy sinh một cortisone, và nếu như là người bình thường thì cortisone, tức là trong nhập ví dụ ở đây nhá, chúng ta làm trong một ngày chúng ta thấy không chế được, nhưng mà có thể là do bệnh nhân béo, có thể bệnh nhân bị trầm cảm, có thể bệnh nhân dùng thuốc tránh thai, có thể bệnh nhân uống rượu, cái test này là dương tính đúng không, cái này dương tính nhá. Thì chúng ta cho làm cái test này thì tất cả trường đấy thường là sẽ là ức chế được, tức là những người béo uống rượu, uống thuốc tránh thai chẳng hạn, thì làm cái test 0,5mg mỗi 6 giờ đến 48 giờ thì có rồi sẽ xuống thấp, còn nếu nó cao hơn thì lúc đó gần như chắc chắn là cơ sinh rồi. Đấy. Và cái này thì thấy độ đặc biệt khoảng cao hơn. Cái này có hiểu không? Thế thì bây giờ chúng ta mới quay trở lại như này. Thì đây là ở bệnh mai thì không làm được, chúng ta giảm thì bây giờ chúng ta làm được, thì chúng ta thấy cortisone máu cao đúng rồi, thì trong 2 tiểu giờ cortisone nửa đêm cũng cao, mất nhịp ngày đêm và không chế được, và như vậy chúng ta chẩn chắc chắn là có cũng chỉ cơ sinh thực sự rồi, được sinh rồi nha. Chúng ta đã làm chỉ cơ sinh gọi là no thuốc ngay từ đầu rồi, giảm cơ sinh đã hoàn thành rồi, như là chắc chắn là cơ sinh thực sự rồi. Nhưng mà cơ sinh thực sự tức là cái này thôi đúng không? À, chúng ta cứ chú vào cái này rồi, cái này loại trừ rồi, cái này loại trừ rồi, đây chỉ còn cái này. Cái này bây giờ sẽ có hai trường hợp là phụ thuộc ACTH hay là không phụ ACTH, hay nói cách khác là trường hợp này là có tăng ACTH, còn trường hợp này là ACTH giảm. ACTH giảm trong trường hợp nào? ACTH giảm trong trường hợp nào? Cất sinh và ACTH giảm trong trường hợp nào? Ung thư thận. Còn cất sinh mà là ACTH tăng đấy là trường hợp nào? U tuyến niên hoặc là u tiết, u dưới đồi tiết CRH đúng không? Hoặc là u ngoại lai tiết ACTH cộng tiết CRH đúng không? Thế là tóm lại những trường này đều kích thích là bệnh nhân phong nhá. Đấy, chúng ta thấy đường hướng chúng ta sẽ đi như thế. Thế thì đây chúng ta sẽ thấy đây là trường hợp bình thường nhá. Còn đây chúng ta thấy u tuyến niên, cái vàng vàng đây xuất hiện một cái vàng vàng gây tăng tiết ACTH. Đấy là tăng cortisol. Giờ đây là u thượng thận gây hội chứng cơ sinh, chúng ta sẽ thấy u thượng thận đây nó sẽ ức chế ở đây, chúng ta sẽ thấy ACTH đúng không? Bây giờ là u ở ngoại lai, ví dụ đây là u phổi, tiết ra ACTH ngoại lai, ACTH ngoại lai nó cũng kích thích vào tuyến thượng thận, nó sẽ tăng tiết cortisol đúng không? Thế nhưng mà đôi khi là cái u ở phổi hay u ở tụy hay là u ở đường tiêu hóa này, đây tiết CRH chứ không phải tiết ACTH, thì CRH nó sẽ lại giống như là CRH của một cái đồ kích thích tuyến yên tăng tiết ACTH. Đấy, như vậy chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là sẽ có mấy trường hợp như thế. ACTH giảm thì là trường hợp này. ACTH tăng có 3 trường hợp, hoặc là u tuyến yên, hoặc u ngoại lai tăng tiết ACTH, hoặc là u ngoại lai tiết CRH. Và đây là trường hợp. Có phức tạp quá không? À. Mình đọc không đọc một tiết rồi thì tỉnh đấy cũng tạm thôi. Bây giờ đầu tiên là ACTH, mình nói rồi, có 3 trường hợp, hoặc là ung thư liên tiết ACTH, hoặc ung thư ACTH đặt chỗ, hoặc ung thư CRH đặt chỗ. Thì có mấy điều lưu ý, nhất là chúng ta gọi chung là hội chứng cơ sinh, nhưng nếu chúng ta khẳng định được là hội chứng cơ sinh này do ung thư liên tăng tiết ACTH, thì đó chúng ta được gọi là bệnh cơ sinh. Trong hai cái nguyên nhân mà u ngoại lai thực chất là thường là các cái ung thư nó tiết ACTH hoặc tiết CRH, thì thường là cái u tiết ACTH nó phổ biến hơn so với u tiết CRH. Nguyên nhân thì đều là yếu là ở lồng ngực hoặc là ở bụng, tức là u phổi, u tuyến nước, u gan, u tụy. Thì cái đầu tiên là bệnh cơ sinh, tức là u tuyến yên là nguyên nhân. Sau khi tức là loại trừ, thầy cũng nói là u tiết hội chứng cơ sinh là phổ biến nhất, nhưng phổ biến nhất là do thuốc nhá. Nhưng trường đấy chúng ta gọi là ngoại lai, ngoại sinh, vẫn bây giờ nội sinh thì phổ biến nhất là ung thư liên. Phổ biến nhất là ung thư liên, đặc điểm là nữ nhiều hơn, gặp ở mọi lứa tuổi và đa phần là u nhỏ, đa phần là u nhỏ. Từ dưới 1 cm. Trường này chúng ta sẽ phải phân biệt với một trường hợp đây này.
Thì ở đây các bạn thấy những trường này chúng ta thấy mùi tự nhiên axit rất tăng. Nhưng mà trường này vì CRH u quải lai các ung thư nó tiết CRH nó cũng như tự nhiên hoạt động, nên trường này đôi khi chúng ta thấy tự nhiên cũng hơi phỉ đại. Có hiểu không? Mà những trường bệnh rất sinh này thì đa phần là ung nhỏ dưới 1 cm, và những trường này thì nó tăng tiết lên cũng thường là ung nhỏ, nên chúng ta sẽ phải tự nhiên biển nó thế nào thì chúng ta sẽ xem. Vậy trường hợp thứ hai là hội chứng cơ sinh và do ung tiết ACTH ngoại lai, thì đây là nguyên nhân đứng hàng thứ hai. Thì đây thấy là cái gì, chúng ta thấy là hay gặp ở nam giới, nếu mà ung tự nhiên thì hay gặp ở nữ hơn mọi lứa tuổi, thì đây là hay gặp ở nam giới tuổi 40-60. Các bạn biết là tại sao? Vì cái tuổi này và cái giới này phù hợp với ung thư, phù hợp với ung thư ra nó đột biến, nó ung tiết nội tiết. Thì đây là một trường hợp u trung thất tiết ACTH lâm sàng của nhân cơ sinh rất là rõ, người ta làm sinh tiết thì ta sẽ thấy cái khối u trung thất. Còn cái trường hợp mà u ngoại lai mà tiết CRH thì cực kỳ hiếm, nhưng thầy không đề cập đến. Còn bây giờ đến trường hợp là u thượng thận và tiết ra ACTH, tiết cortisol nhiều thì trong đó nó không đủ ACTH, thì nói cái khác là ACTH thì nó sẽ giảm, thì hay gặp phụ nữ nhiều hơn. Và có hai nguyên nhân, một là lành tính tức là adeno, và hai là ác tính. Thì cả hai trường hợp này đều có thể một bên hoặc là hai bên, nhưng đa phần là một bên, nhưng một bên, nhưng một bên. Thế thì cái lành tính thì bao giờ u nó sẽ nhỏ hơn, còn nếu chúng ta thấy u to thì cẩn trọng với lại ác tính. Và vì là trường hợp u to ác tính thì nó có thể không chỉ là tiết cortisol, nó còn có thể tiết cả mineralocorticoid. Trên những trường hợp mà bệnh nhân cất sinh chúng ta thấy u thường thật, ngoài cái chuyện là thấy u to, nhưng mà thấy bệnh nhân có rộng lâm, có nang hóa, kali lại bị thấp, bởi vì bệnh nhân có cường aldosterone mà, thì cẩn trọng điều đó là gợi ý là ung thư tuyến thượng thận. Cất sinh thấy u to, có rộng lâm, có nang hóa, có kiềm hóa máu, tức là pH tăng, HCl tăng, kèm theo hóa đơn máu, cẩn trọng, đấy là ung thư. Bây giờ chúng ta xem xét một cái hình dung nữa, là mới thầy nói là ACTH nó không phải tin cậy. Thế là chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là bây giờ những trường hợp là u tuyến thượng thận nó tiết ra, anh còn bảo là không phải dùng ACTH, chúng ta thì đương nhiên là có cái dồn máu quá cao, thì đây là giới hạn bình thường, khoảng ACTH bình thường nhá. Lấy xong mà từ 8 bây giờ hạn. Thì khi có dồn máu tăng cao quá thì ACTH đương nhiên là thấp. Đúng không? Thế bây giờ trường hợp đây gọi là bệnh cơ sinh, tức là u tự nhiên, chúng ta thấy là nếu mà bệnh cơ sinh chúng ta cứ nghĩ là ACTH nó phải tăng. Nhưng nó thấy khá nhiều, nhưng không nói một nửa, hơn nửa các trường hợp ACTH lại tăng tăng bình thường. Hoặc là tăng hoặc bình thường nhưng mà không thấp. Không thấp. Trái ngược lại với những trường hợp mà u ngoại lai, tức là các ung thư mà tiết ACTH, chúng ta thấy ACTH được rất cao. Ví dụ chúng ta thấy là nếu cortisol mà cao, lâm sàng của cơ sinh, xét nghiệm cortisol máu cao, ACTH là thấp, nghĩ nhiều đến ung thư thận. ACTH bình thường hoặc tăng ít, nghĩ nhiều đến ung thư thận. ACTH cực kỳ cao, nghĩ nhiều đến ung thư thận. Đó chứ ạ. Chúng ta tương đối nhé. Bây giờ bệnh nhân này chúng ta thấy ACTH của bệnh nhân tăng, như vậy chúng ta nghĩ đến một chứng cơ sinh của ACTH đấy, và không nghĩ đến ung thư thận nữa rồi. Nếu trường hợp này mà là ung thư thận thì chúng ta bắt đầu chỉ định là chụp cắt lớp phổi, đúng không? Thế còn trường này chúng ta nghĩ đến hoặc là ung thư niên, hoặc là các khối u ở lồng ngực, hoặc là trong gọi là ổ bụng rồi. Thế thì bây giờ chúng ta mới làm tiếp các cái test để xem. Thì cái test chúng ta được sử dụng đây là biện pháp ức chế để xem bệnh nhân có liều cao. Tức là nếu mà chúng ta liều thấp, tức là 0.5mg mỗi 6 giờ cho đến 8 giờ. Ở đây chúng ta sử dụng đến 2mg. Thế thì cái test này nó có giá trị là như thế này. Nếu như chúng ta mà ức chế được
Tức là sau khi uống 20 gram mỗi 6 giờ cho 48 giờ mà cortisol giảm dưới 50 mmol/1 kg thì chúng ta nghĩ nhiều đến đâu? Còn nếu mà không chế được, không chế được là vì tại sao? Thì chúng ta sẽ xem đây. Không chế được, còn ức chế được. Bởi vì tại sao chúng ta cho dexamethasone vào? Thì cái acid H này nó phải thấp, chúng ta cái điều đó nó đủ ức chế để cho acid H giảm xuống và tiến thận giảm hoạt động, đúng không? Còn nếu cái này thì nó không đủ ức chế, cái acid H nó quá cao, nó sẽ kích thích cái tiến thận hoạt động. Bệnh nhân này thì rất may là ức chế dexamethasone liều cao thì là ức chế được. Chúng ta nghĩ đến ở đâu? Nhiên, lúc này bắt đầu. Đúng không? Con đường sẽ là như thế, là chỉ nói nhá. Nhưng đó là con đường bằng lý thuyết, trong thực hành không nhất thiết các bạn. Một ví dụ là bây giờ một bệnh nhân bạn nghĩ đến là Basido, thì nếu thông thường người ta nói là cường giáp, bạn phải chứng minh là sức mạnh sát thấp, đúng không? Nếu sát thấp rồi thì bạn chắc chắn là cường giáp rồi, bạn sẽ làm tiếp FT4 để khẳng định đấy là cường giáp, đúng không? Thế mà có bao giờ chúng ta lại làm cái điện tế sát sau đó một ngày sau ra hẹn bệnh nhân đến làm lại FT4 rồi? Không. Thế còn bệnh nhân mà đã cất sinh này có bao giờ chúng ta lại làm mỗi cortisone là ACH chúng ta không làm không? Không. Bao giờ chúng ta sẽ làm luôn, chúng ta định hướng luôn, định ngắn lại. Giữ cái chuyện là bệnh nhân mất thêm 70-80 nghìn để làm xét nghiệm ACH, cái chuyện bệnh nhân ở thêm 1-2 ngày. Thì rõ ràng là chúng ta phải làm cortisone là ACH rồi. Và chúng ta cũng thể làm luôn điện thải rồi, chúng ta làm thêm một số thứ khác nữa, ví dụ phải làm men gan, làm đường máu. Là mỡ máu vì là một cơ sinh mà phải kiểm tra luôn nhé. Nhưng mà con đường của thầy vẫn nói là chúng ta phải đi như thế, vì khi hỏi khi các bạn chỉ đang phải đi 6, nhưng mà với kinh nghiệm là ra đời như thế mình làm những gì phải hiểu, không phải là mình ông A ông làm như thế bao giờ như thế. Bây giờ với ông thầy ông ấy chọc ngón tay vào bãi phân của nhân xong mút cho sinh viên đưa lên mút, mà thầy chọc ngón mút, thầy mút ngón trỏ, sinh viên thì chọc ngón mút, mút ngón mút. Đó, không hiểu gì thế. Thế thì chẩn đoán hình ảnh mặc dù ca này là nghi ung thư niên, nhưng thầy có nói luôn là thông thường nếu ung thư niên hoặc ung thư thận chúng ta nghĩ đến rồi thì chuyện chẩn đoán hình ảnh tương đối không phải chắc chắn. Ung thư thận thì chẩn đoán rất dễ, bởi vì kiểu gì nó to nhìn thấy. Nhưng ung thư niên các bạn nhớ là đa phần là microangiome, trên chẩn đoán hình ảnh rất là khó. Và chụp tuyến niên này thì người ta không khuyến cáo chụp các lớp CT scanner, bắt buộc chụp cộng từ và có những chút tản loạn. May ra mới nhìn thấy. Nhưng mà những trường hợp mà chúng ta thấy là u ở ngoài, không phải tuyến niên, không phải tuyến niên cận, tức là trường hợp cũng tiếp ngoại lai nó có thể ở phổi, tùy ở tuyến nước, ở gan, rất nhiều, rất khó. Nên chúng ta đi chụp các lớp hết cũng rất là khó. Do đó chúng ta có thể xử lý thêm cái chuyện là đi học bản thân. Bởi vì chúng ta xem cái chất này là những cái chất mà cơ thể nó sẽ cần để nó tổng hợp ra các hormone, thì người ta gắn vô phóng xạ vào là cái nguyên liệu, thì chỗ nào trong hoạt động nó sẽ bắt đi, nó sẽ làm hiện hình lên, thì đây là trường hợp của ung thư tuyến niên chúng ta sẽ xem xét. Đấy. Có thể cũng rất là nhỏ. Ở đây chúng ta có thể thấy ung thư thận, thì đây các bạn sẽ nhìn thấy này, đây là phần trên của thận này. Từ trên thận bên phải thì bao giờ bị đẩy xuống, nhưng cái thận bên phải cũng thấp hơn cùng mà lát cắt đến thực là cái thận bên trái chúng ta có thể đã nhìn thấy bể thận rồi, nhưng bên trái chúng ta nhìn thấy bên trên, đúng không? Ở đây các bạn nhìn thấy cái hình ảnh cái thận này, chữ Y chữ V đảo ngược này, nhìn thấy không? Nhé, nhưng bên này chúng ta thấy đây là phải U. Thế thì ở bên này thì là câu chuyện là khác, là cái gì? Là đây chúng ta nhìn thấy từ trên của thận, chúng ta thấy hai cái bên thận, hai bên có vẻ như nó vẫn ở hình chữ Y này, hình chữ V này. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà cái cảnh của nó rất là to, nó hơi phì đại. Trường này nhiều khả năng là phì đại của nước thận nằm trong bệnh cảnh bệnh cơ sinh, tức là ung thư niên hoặc ung thư tiết niên khác kích thích cái tuyến nước thận cả hai bên tăng hoạt động. Còn trường này thì gần như chắc chắn là cơ sinh. Còn trường hợp này cơ sinh do tuyến nước thận, cái này nhiều khả năng là chúng ta cũng nhìn thật cả bên. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy có thể nó sẽ to hơn. Thế bây giờ bệnh nhân này đến bệnh cơ sinh rõ rồi. Tuy nhiên rồi, bây giờ điều trị cũng là phải cá thể hóa thôi.
tìm hiểu nhân chúng ta sẽ chọn lựa, chọn lựa cái phương án nào. Nhưng mà nhìn chung nếu mà đã thấy cơ sinh u ở đâu là một chỗ đấy, u ở đâu là một chỗ đấy nha, một chỗ đấy. Thế đối với ung thư niên thì cái phương án người ta có thể mổ nội soi qua đường mũi, thông qua xương nướng cho cái có thể soi vào đây, người ta sẽ lấy chứ nó mổ cũng nhỏ quá mà chúng ta thấy là sợ ném chuột vỡ bình nên lấy cả ung thư niên ra, có khi là không biết có lấy được chúng cái phần không, nhưng trên chắc là lấy xong thì bệnh nhân là suy tư niên, đúng không? Nghĩa này 34 tuổi suy tư niên tương đối mệt, mệt đầu tiên đấy là về chồng bỏ rồi, trong bí tuổi mình thể quá cả cả có kinh nguyệt gì cả, là sống như gọi là cái gì nó gọi là sống với một cô đàn ông cả ha. Thế thì trong một số trường hợp người ta sẽ có một cái biện pháp nữa là người ta luồn cái cate từ những cái mạch đùi lên ở sau gáy hai bên, là cái chỗ mà thì tự nhiên nó tiết acid gas nó sẽ giải phóng ra, ta lấy hai bên người ta sẽ so sánh với acid gas ở ngoài lan xem ở đây có cao hơn không, nếu cao khả năng đúng là ung thư liên. Đấy, có nhiều trường hợp chúng ta rất là khó thì chúng ta không biết là ung thư liên hay là ngoài lan thì người ta lấy ở đây người ta sẽ thấy nó cao, hai nữa là giữa hai bên này người ta so sánh bên nào cao hơn là thấp, nếu cao bên phải là nghĩ người bên phải cao hơn trái, cao hơn nghĩ bên trái, thì lúc mà bác sĩ phẫu thuật viên người ta định hướng một chuyện là mổ lấy ở bên phải nào. Thì bao giờ thế là đòi hỏi là phải yêu mà quen, trong hay không một tay quen, cái u nó nhỏ xíu như thế này thì phải yêu rất là rõ, đúng là phải yêu phẫu thuật viên thân tình. Nếu mà thất bại thì sao? Thất bại thì sao? Thì chúng ta có mấy phương án, hoặc là chiếu tia xạ, hoặc là dùng thuốc. Tia xạ dùng thuốc. Nếu chiếu tia xạ chúng ta thấy là chúng ta khi khối u ở đây thì làm sao là phải bảo vệ và phải chiếu thuốc ở đây, không được chiếu sang chỗ khác, nó sẽ gây tổn thương các cơ quan khác. Tổn thương các cơ quan khác. Rồi thì có thể bằng xạ phẫu bằng dao gamma. Nhưng mà xạ phẫu dao gamma nó có cái bất lợi là nó gây tổn thương cái phần lành rất là nhiều. Thì tốt nhất được chúng ta phẫu thuật. Phẫu thuật thì người gọi phân liều, tia xạ phân liều, tức là mỗi lần ít một thôi, đừng có cố nhiều quá. Sau một thời gian chúng ta đánh giá. Nếu như vậy thì chắc chắn là hiệu quả rất là chậm. Rất là chậm. Cũng giống như bando mà bổ thì khỏi ngay. Nhưng bando mà điều trị hết trong 31 thì 6 tháng sau ấy mới có thể đánh giá, mới có thể đạt những hiệu quả như thế. Cái phương án thứ ba đấy là điều trị bằng thuốc. Thì có khá là nhiều thuốc, nhưng một cái thuốc còn được dùng đấy là ketoconazole. Ketoconazole bản chất nó là thuốc gì nhỉ? Thuốc trị lấn. Nhưng mà ketoconazole bây giờ không ai dùng trị lấn cả, bây giờ chỉ dùng để chữa trong các bệnh nhân cơ sinh thôi, thì tác dụng phụ rất là nhiều. Đó là khuyến cáo không nên dùng, đặc biệt là gây tác dụng phụ trên da. Trên ketoconazole bây giờ chỉ dùng và đương nhiên là ketoconazole thì tạm thời thôi, không phải là một phương án nữa thứ tư đấy là mổ lại, không sao cả. Vừa qua thì tôi ngồi có một bệnh nhân đến nói là đi khám thì có chị gái thì ung thư tuyến giáp thì mấy chị em đi khám lại, ông chỉ gọi là các bác sĩ tôi không nhận ra tôi là mẹ của cháu Khánh Hà đấy nhé, nó bảo từ thế nhớ rồi, tức là thông tin bệnh nhân mà cũng còn tôi 7-8 năm nghi ngờ cất sinh. Và vì cất sinh thì không phải quá nặng, nhưng mà vì cất sinh chắc cũng lâu, bởi vì khi mà cháu có đến với tôi 18 tuổi thì chắc là vì nó lại bị những cái năm chắc khoảng 14-15 tuổi nên rất là thấp, thì cất sinh nó gây gõ xương mà núm xẻ nó sống. Thế sau đó thì cách đây khoảng mười mấy năm thì các bạn đều biết là cái việc mổ của Nam rất là khó khăn, thì gần có bệnh viện gửi cho Singapore mổ hai lần, cũng làm lấy máu cũng như xoa đá nhưng không ăn thua.
Thế sau đó cháu đó sẽ có một cái người gì ở Đức, người xin đi học ở Đức, xin đi học. Và sau đó thì sang Đức từ trước, thì Đức họ mổ lại những lần thứ ba thì mới được. Liệu đây đã phải là cái phương án cuối cùng chưa? Còn phương án cuối cùng nữa, đấy là gì? Cắt thêm thận hai bên. Đó, phương án giống chuyện giống và chuyện bố con phụ đồng thì tức là mày bắt cây tuyến thận tao cũng hoạt động nhiều thì mày bắt cái mà đấy nó cắt xương tuyến thận đi mà chẳng có chỗ nào. Cắt tuyến thận thận thì có cái gì? Tức là tốt, có khoảng được không? Có ấy, bởi vì còn chỗ nào cũng là có cái rồi nữa. Nhưng mà bất lợi là gì? Nhất là xuyên rồi. Cuối cùng. Đúng không? Cái thứ hai nữa là cái gì? Vì suy dụng thận nó sẽ giống như acid sơ nên việc nó không được lên cơ thể nó sẽ tăng cái acid NH. Nhưng thời gian sau gặp bệnh nhân thì trông như tây đen, tây đen và không những là vì acid NH tăng rồi nó còn gây cả tiết sữa lên cơ thể nữa. Vì acid NH tăng nó một phần cấu trúc nó giống prolactin nữa mà nên nó còn tiết sữa nữa. Nhưng một cái điều nữa là cái gì? Là lúc đầu chúng ta không chẩn đoán ra, điều trị mãi các kiểu không khỏi với các tuyến thận, nhưng một thời gian sau các tuyến thận vào acid NH nó tăng lên nó đổ lộ ra hóa ra là một ung tuyến, đúng không? Tức là ung tuyến nó nhỏ, không làm cách nào phát hiện được, không chẩn đoán được. Nhưng mà vì chúng ta cắt tuyến thận rồi trên cái tuyến yên nó tăng hoạt động lên thì theo cái chế feedback mà có khi rồi không còn nữa thì acid NH nó sẽ tăng lên, vì tăng sinh lên thì lúc đó nó bộc lộ ra ung tuyến yên, nhưng mà nó đổ xong rồi chắc là có thể là ghép lại tuyến thận là lấy được không? Bây giờ chúng ta thấy là bây giờ đánh giá cái gì là khỏi? Nhưng cũng không được thật, bổ xong rồi. Sớm cảnh lên nhiều khi người khi lại muốn nó có một chiếc cất sinh thì bổ xong là thấy sinh hơn, đúng không? Chúng ta đều biết là mổ xong thì rất khó đánh giá thế nào là khỏi ngay được, bởi vì cái xét nghiệm chính xác nhất gọi là cortisone do những kiểu bình thường cũng đang đặt vấn đề là liệu có phải là cái marker để chỉ điểm cho bệnh nhân mổ thành công hay không, thành công hay không rất là khó, rất là khó. Biến đổi trên lâm sàng có không? Dĩ nhiên là có, nhưng mà nó rất là chậm. Chính vì nó chẩn đoán triệu chứng ban đầu chậm, được chẩn đoán muộn, diễn tiến sau khi khỏi rồi muốn biết khỏi hay không thì kiểu bình của nhân viên diễn rất là chậm. Cho nên là nếu mà có tái phát thì chúng ta lại rơi tình trạng chuột lại vồ, là mèo lại vồ chuột, chậm. Chậm. Tại sao thì nó là diễn biến rất là chậm? Ở đây có ba cái cột, tức là màu vàng đây là cơ sinh đang tiến triển, màu tím đây là ngay sau mổ cơ sinh, còn màu nâu đen đây tức là cơ sinh sau thời gian tiến triển ra. Thì chúng ta thấy là cái gì béo này, tăng huyết áp này, rồi có thể là đái tháo đường hoặc rối loạn nạp glucô này, rối loạn mỡ máu này, tăng tỷ lệ máu này, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì, là chúng ta thấy là nó có thể có những thứ nó giảm, nhưng mà cân nặng khi về lâu dài vẫn không giảm, đúng không? Tăng huyết áp có giảm nhưng mà vẫn khá là cao. Chúng ta thấy ở đây thế giữa đái tháo đường chẳng hạn nó cũng vẫn rất là cao. Đấy. Thế còn trong cái này thì ba cái màu cũng là màu vàng đây là lúc được chẩn đoán cơ sinh, màu tím tức là sau khi được điều trị, còn cái màu vàng cam đây cái màu là những người không bị đái cơ sinh tức là so sánh. Thì chúng ta thấy là dù về đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp hay là béo trung tâm thì chúng ta thấy là cái gì sau thời gian điều trị mặc dù nó có giảm hơn, tức là màu tím sau điều trị so với trước điều trị của màu vàng nó có giảm đi nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với cái màu cam, tức là thế người không bị xuất sinh. Nên nó có thể là những cái di chứng về mặt chuyển hóa về kiểu hình về thể của bệnh nhân. Nó giải thích được chuyện là tại sao chuyển hóa tái phát sẽ bị buộc và bệnh nhân sẽ bị tái xét thường xuyên, và tái xét thường xuyên bắt buộc phải được tái sinh hoạt, tái sinh hoạt. Và lưu ý nữa là cortisone nó không chính xác thì chúng ta sẽ phải thường xuyên làm các cái test thực tế để xem được rồi. Và chúng ta sẽ phải nghi ngờ. Và đây là một trường hợp mà điển hình chúng ta đang tách rời ra, còn nếu mà nó lại kèm theo đái tháo đường, nhiều khi chúng ta lại nhìn lên phương diện là bệnh nhân vào đái tháo đường mà có cất sinh thì nhiều khi chúng ta cũng bỏ sót. Nhưng người ta nói là ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường khó kiểm soát đường huyết
cân thì lại hơn hàng nặng, cân thừa cân một tí thì bao giờ phải đặt câu hỏi để mình có biết cơ sự hay không. Vì nhiều khi chúng ta đang bị ảnh hưởng cái theo đường nó che mất mà chúng ta bỏ sót các cái triệu chứng, đúng không? Bạn đang bị hỏi gì? Test qua đêm là để sàng lọc, sàng lọc đơn giản. Còn test liều thấp là để tập như để khẳng định xuất sinh. Còn test liều cao là để hướng đến nguyên nhân ở đâu. Nếu như mà test qua đêm mà dương tính thì mình cần kết hợp với cortisol máu nước tiểu thì mình chẩn đoán nhẹ luôn là xuất sinh do thứ. Cortisol từ trong nước tiểu chúng ta không làm được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm test. Nào có hỏi gì không? Lâu trời làm của bé đó. Thường thành công nghiệp ở đây cái test nó không được là để phân biệt giữa các trường hợp mà cất sinh ở tức là sau chúng ta xuất sinh rồi chúng ta sẽ đặt ngoài ra thì nó trở nên những phát tức là như hiểu mà 20g mỗi 6 tuần nó không phân biệt được, nó thế nó quá phức tạp. Uống một lần cũng có thể được, thì đấy là tức là cái phương án cải biến của da. Em thử bằng cái lý do thì da của con người cũng phải nên ta sẽ thấy khác với nó đấy. Nó độ nó thấp hơn thời trường hợp hoặc là thấp hơn thời trường hợp. Thứ hai là chỗ mình nghĩ các bạn cũng là da của nó là thường thì ác tính. Biết khi mà nó ác tính nó có thể gọi là nó không thêm một khuôn phép, không thêm một mức độ nào vậy. Nó là ác tính mà nó sẽ quá sáng, mức độ rất là mạnh. Cái này dương tính. Thế còn cái ung thư niên thì các bạn thấy ung thư niên mà thầy có trình bày các bạn đa phần là cái con nhỏ mà sẽ thay đổi theo cảm xúc, chiều cao, cân nặng, chừng một tuần nữa. Có các chi tiết ra thì sàng lọc thôi, nhưng mà nó thay đổi sàng lọc thay màu này, đặc hiệu này, đặc hiệu này thấp mà độ nhẹ, tức là cái này nhẹ có nghĩa là cứ vừa đây này, thầy bảo là độ nhạy độ cao, tức là nếu mà hút sinh thì 95% có cái cao này, còn nhưng mà cái cao này thì chưa chắc nó là hút sinh.